Thứ sáu, tuần 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan đang ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe một dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Suy niệm: Trong Cựu Ước, ăn chay và kiêng cự uống rượu là dấu chỉ sự khổ hạnh, liên hệ với việc đời trong đấng cứu thế. Đó là những biểu tượng con người dùng để diễn tả thời đại thật xấu xa. Chúng tôi không hài lòng, chúng tôi không thích sống. Khi đấng cứu thế đến, đó mới là thời của an ủi, của niềm vui. Câu trả lời thật rõ ràng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Thời đại cứu thế đã đến, thời của niềm vui đã bắt đầu, thời gian cứu độ không thể ngừng lại, thời gian vui mừng, sống thân mật với Đức Giêsu không thể đóng kín. Tại sao các Kitô hữu lại tỏ ra là những người sầu khổ khi họ đang có một nguồn vui kỳ diệu nhất, chàng rể đang ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Lúc đó, ăn chay mang một ý nghĩa mới, hoàn toàn nhắm tới việc tưởng nhớ tân lang đã đi xa. Như thế, niềm vui sâu xa nhất của ta nên đặt nền tảng hoàn toàn trên sự hiện diện hay vắng mặt của Đức Giêsu. Trọn cuộc đời ta sẽ diễn tiến theo hai dấu chỉ đó. Biết bao buồn vui, sướng khổ ta chịu cũng không đáng gì. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như thế không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Marco và Matthew chỉ lưu ý: Vá chiếc áo cũ thì không ích lợi gì, vì vải mới sẽ xé áo cũ. Còn Luca lý luận triệt để hơn: Giữa cái mới và cái cũ hoàn toàn không hợp với nhau. Xé một áo mới để sửa lại chiếc áo cũ chỉ làm hại cả hai. Đức Giêsu hiểu rõ, người mang đến một điều mới mẻ triệt để. Thế giới cũ đã qua rồi, tại sao người Kitô hữu lại thường tỏ ra như những người hay hướng về quá khứ? Phần tôi hay hướng về quá vãng hay tương lai? Một cuộc mạo hiểm kỳ diệu còn đang ở phía trước tôi, còn nhiều việc phải làm để trái tim tôi được mới mẻ, để tôi khám phá ra nhiều hơn tình yêu của bạn bè, người bạn đường hay con cái tôi. Không, không có gì ngừng lại được, không có gì kết thúc được. Công cuộc truyền giáo mới chỉ là khởi sự, giáo hội mới chỉ đi những bước đầu trong sứ vụ này. Tôi vui mừng trong khiêm tốn và âm thầm để khám phá ra bản chất đích thực của Thiên Chúa. Ngay trong lúc này, đang canh tân làm điều mới lạ. Dù ngôn nhỏ bé này, Luca vẫn nhấn mạnh đến tính không phù hợp. Tin mừng loại trừ sự thỏa hiệp, một chút đạo cũ với một chút đạo mới. Dù giữ tính cách liên tục với cựu ước, nhưng giao ước mới thực sự vẫn là một điều mới mẻ. Thiên Chúa làm người. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thứ rượu của